Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Pacific Realty and Finance, chuyên mua bán nhà, tài trợ địa ốc, refinance với tiền lời thấp, no point, no cost, tận tâm, uy tín, đáng tin cậy. Lộc Nguyễn, 714-823-5529. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Chúng ta nói về bầu cử tổng thống, xoay quanh ai cũng tập trung về cuối cùng thì ông Joe Biden hay là ông Trump sẽ là người tuyên thệ vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng còn rất là nhiều những ứng cử viên khác trong cái cuộc bầu cử vừa rồi ở những cái chức danh khác nhau đã thắng cử, và nhiều người là người Việt Nam. Hôm trước mình cũng đã nói rằng là kể từ năm 1800 hồi đó, khi mà ông Tony Long là người gốc Việt đầu tiên tham gia vào chính trường Hoa Kỳ, là nghị viên của thành phố Westminster, nghị viên gốc Việt trên toàn nước Mỹ đầu tiên, thì đến ngày hôm nay chúng ta đã có rất rất là nhiều những người gốc Việt có mặt ở trong chính trường Hoa Kỳ từ cấp liên bang, ví dụ như là bà Stephanie Murphy, tức là Đặng Thị Ngọc Dung ở tiểu bang Florida đã có mặt ở là dân biểu liên bang. Rồi ở cấp tiểu bang thì chúng ta cũng có rất là nhiều người hiện diện ở trong Hạ viện, Thượng viện của tiểu bang. Và mới đây thôi, trong cái kỳ bầu cử này thì chúng ta lại có một thị trưởng gốc Việt đầu tiên ở một cái thành phố nhỏ miền biển của tiểu bang Texas, đó là ông Châu Văn Linh. Thì ông Châu Văn Linh á, là thị trưởng gốc Việt đầu tiên ở nơi này, thành phố này gọi là thành phố Placio, một cái tiểu bang miền biển chỉ có khoảng 5.000 dân thôi. Nhưng mà trong đó đó lại là đa phần là người ta làm cái nghề là đánh bắt cá. Và chính vì vậy cho nên gọi đây là cái thành phố mà gọi là thành phố tôm. Rất là nhiều người Việt Nam sống ở nơi này để mà làm cái nghề mà đánh bắt cá. Thì ông Châu Văn Linh từng là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và năm mà 75 đó, theo lời con gái của ông nói với lại đài truyền hình ABC 13 đó, thì năm 75 lúc đó ông đã đang ở Hoa Kỳ và ông kẹt ở lại đó trong một cái tập huấn của mình ở Kentucky. Đến từ năm 87 thì ông mới dời về cái thành phố Placio ở Texas này và ông sống cho đến bây giờ. Khi mà ông dời về cái thành phố này ông ở đó, thì ông từng trải qua nhiều cái công việc, nào là làm việc cho một cái cơ quan giám sát công viên di tích của tiểu bang, là bảo vệ động vật hoang dã. Rồi ông cũng từng làm thông dịch viên cho cái thành phố này. Rồi sau đó ông lại giữ cái chức vụ đó là chánh án cho thành phố Placio trong hơn 25 năm, và cũng là chánh án gốc Việt đầu tiên ở đây. Thì kỳ này ông là một người vừa đắc cử, và cũng ngay ở tiểu bang Texas đó, thì vào hồi tháng 5 của năm 2019 đó, tức là năm ngoái, cũng có một người gốc Việt nữa cũng trở thành, cũng từng là một sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, tức là phi công, cũng trở thành thị trưởng đầu tiên của một thành phố mà có tới 45.000 dân. Đó là thành phố Houghton City. Đây là một cái thành phố nằm ở giữa cái quãng đường đi của Dallas với lại Fort Worth. Đó là ông Trương Minh Ẩn. Như vậy là ở ngay tại Texas chúng ta có hai thị trưởng gốc Việt mà đều là lần đầu tiên của những cái thành phố nhỏ nhỏ. Nhưng mà cái đó để nói lên rằng là cộng đồng Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh và trưởng thành ở ngay tại đất nước Hoa Kỳ này. Nếu như mà người ta chỉ tính một cái cộng đồng chỉ thành công ở trong cái vấn đề mà các cái lĩnh vực khác, từ giáo dục, kinh tế, vân vân, thì người ta chưa xem rằng đó là một cái cộng đồng lớn mạnh. Người ta chỉ tính cộng đồng đó trưởng thành và lớn khi nào có những người của cộng đồng đó bước chân vào trong cái lĩnh vực chính trị. Thì ngày nay người Việt gốc Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ đã bước chân vào lĩnh vực chính trị rất rất là nhiều. Thì đó là một cái điều rất là đáng mừng cho tất cả chúng ta.
Có cái điều đó là khi Ngọc Lan nhắc tới ông Tony Lâm đó, thì tôi với quý vị, ông Tony Lâm vào cái chức vụ nghị viên của thành phố Westminster vào năm 1992. Rồi sau đó tới năm 2002 thì ông tuyên bố rằng là ông từ giã chính trị, ông không muốn làm bất cứ một cái việc gì nữa. Ông lui về và công việc làm ăn của ông. Hồi đó ông có một cái nhà hàng gì? Ông có một cái nhà hàng hoặc là nhà hàng Vĩnh Đông, tôi nhớ là như vậy. Đó, rồi đó là người đầu tiên Việt Nam mình đó mà được bước vào chính trị chính trường của Hoa Kỳ là ông Tony Lam. Lúc bấy giờ đó thì tôi nhớ vào cái là thời điểm đó, thì sau đó tới phiên cô Janet Nguyễn cũng bắt đầu, hay là anh ông Trần Thái Văn gì đó cũng bắt đầu bước vào cái đó, từ từ đó trở đi mình có nhiều người Việt Nam. Đúng rồi, mình có nhiều cái cột mốc để mình nói rằng là những người đầu tiên lắm. Ngoài ông Tony Lâm là nghị viên gốc Việt đầu tiên của Hoa Kỳ luôn, rồi đến luật sư Trần Thái Văn thì là dân biểu gốc Việt đầu tiên của tiểu bang California, rồi đến ông Ngọc Lan tự nhiên quên mất cái họ, là ông Quang Ánh, chỉ nhớ được cái tên và chữ lót thôi, thượng nghị sĩ liên bang nha. Đó là đầu tiên của gốc Việt và bước chân vào liên bang, nhưng mà cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn thì ông không có còn giữ cái vai trò này nữa. Rồi đối với lại thị trưởng, thị trưởng giữ cái nhiệm vụ là thị trưởng gốc Việt đầu tiên, đối anh Trường là ai? Thị trưởng đầu tiên gốc Việt. Thị trưởng gốc Việt đầu tiên trên toàn quốc Hoa Kỳ là ông Trí Tạ. Đúng rồi, vào năm 2012 thì thị trưởng Trí Tạ là nghị viên gốc Việt đầu tiên của thành phố Westminster và cũng là của tất cả các thành phố ở trên tiểu bang Hoa Kỳ là gốc Việt đầu tiên. Như vậy thì cái ông sắp ngành hạ đấy, Ngọc Lan nói là người thứ nhì đó, người gốc Việt làm thị trưởng. Trước năm 2019 là có một ông rồi, cũng của Texas nhưng mà một cái thị trưởng khác, cái thành phố khác. Rồi bây giờ đến một cái thành phố khác, tức nghĩa là mình từ từ mình lớn rộng ra, chứ không phải là cùng một nơi. Ví dụ như cùng một thành phố đó, hết ông thị trưởng này gốc Việt này lên, đến ông thị trưởng khác lên thì không phải. Nhưng mà ở nhiều nơi chúng ta có sự xuất hiện của người Việt. Vậy khi nào thì Cali mình sẽ có thống đốc là người Việt Nam? Hy vọng lắm. Bây giờ hy vọng mình có thị trưởng rồi, mình cũng... có nhiều ở nơi thì vẫn hy vọng là những cái thế hệ kế thừa của những cái người được lên để làm mà Ngọc Lan chỉ nhớ á, tổng thống thì phải là người sinh đẻ tại Hoa Kỳ, thống đốc á, thì không nhớ là phải như vậy hay không nhỉ. Thống đốc hình như không phải suy tổng nghĩ lại cái chuyện đó, nhưng mà thôi. Mình vẫn hy vọng là mình sẽ từng bước tiến lên, mình có thị trưởng rồi, mình sẽ hy vọng một ngày đó mình có một thống đốc tiểu bang, không cần phải California, bất kỳ tiểu bang nào mà là người gốc Việt thì mình cảm thấy là hãnh diện lắm. Bây giờ đó, trong người Việt Nam của mình đã bước chân vào trong chính trị của dòng chính của Hoa Kỳ đó, thì đã có người làm dân biểu rồi, rồi thượng nghị sĩ cũng có nữa, thì từ đó thì có thể cũng có liên thể... bang có, thì Ngọc Lan nói là liên bang có rồi, tiểu bang có rồi, các thành phố thì nhiều lắm, county thành phố thì cũng nhiều hết, thành ra là mình cứ cộng đồng mình làm sao càng lớn mạnh hơn, mà để thực hiện được cái điều đó đó cần phải có một cái sự đoàn kết. Đó. Hồi cái xưa... sự đoàn kết đó là một cái điều mà ai cũng mong muốn hết. Và cộng đồng mình nhiều người thấy chia năm xẻ bảy và họ nói rằng ô cái đó là cái điều hay của chính trị, nhưng mà Ngọc Lan nhìn sâu xa vô đó chả thấy hay ho vậy. Bây giờ như vậy nè, một năm nào đó sau cuộc bầu cử, sáng hôm sau mình sẽ lên trên đài và tuyên bố ngày hôm nay người Việt Nam đầu tiên làm thống đốc của tiểu bang gì đó 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 là ông Nguyễn Văn gì đó, Trần Văn gì đó. Đã ha. Xin cảm ơn anh Trường, và chúng ta có quyền nuôi cái hy vọng đó. Chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc. Vâng, cảm ơn quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần sau. Riêng tôi thì thứ tư tuần sau, là ngày thứ hai thì Hoàng Trọng Thụy với lại cô Ngọc Lan. Sau chương trình Cà Phê Sáng sẽ là Thời Sự Thế Giới cùng với Hoàng Trọng Thị và Thảo Yên. Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị.